người nha. Rất vui gặp mọi người trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay video của mình sẽ hướng dẫn là cách đánh một tay. Thì đánh một tay thường thường là mình sẽ đánh cái tay trái. Lý do khi đánh tay trái thì tay phải mình sẽ sử dụng số, mình vô số đối với xe số sàn. Mình vô số nhịp nhàng. Rồi để hạn chế anh chị, có anh chị quen đi tập xe thì đánh hay đánh tay phải, thì lấy cái tay phải đánh hoài thì mình vô số, thì mình sẽ gắt gói, mình chuyển từ cái tay phải mình từ vô lăng xuống đến cần số thì nó sẽ mất thời gian, nó không nhịp nhàng cái xe mà đi, nó không, nói chung là nó không có logic mấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn và sửa lỗi cái đánh cái tay dành cho những người hay đánh tay phải. Và thực chất là đánh một tay nó có dễ hay không, nói chung là đánh một tay là rất dễ. Và thứ hai nữa là khi nào đánh một tay và khi nào đánh hai tay. Chẳng hạn như mình đánh một tay, mình có kỹ năng thì mình đánh một tay đó, khuyến khích đánh một tay, hoặc là đánh hai tay, mới thì đánh hai tay đi, rồi sau này quen thì mình có thể đánh một tay. Và đặc biệt khi vô đường bình thường thôi, đường bằng phẳng bình thường thì mình đánh một tay. Còn đặc biệt anh chị vô ổ gà, đường xấu đang làm hoặc đang sửa chữa, lúc này ổ gà ổ voi nhiều đứt đỏ này nọ, thì anh chị nên đánh hai tay phối hợp cho nó cứng. Anh chị nhớ lý nha, là nên đánh hai tay phối hợp khi đường xấu. Còn nếu mà đường bằng phẳng đẹp thì anh chị cứ đánh một tay để tập quen. Nói chung mình làm để chi, để sau này dùng mỗi tay quá có thể mình đánh một tay. Và cái tay trái, cái tay phải của mình á ha, là mình để vô số, di chuyển cần số để phối hợp nhịp nhàng. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị tập cái bài đánh một tay, rồi anh chị nhớ coi ha, để có những cái bổ sung những cái kỹ năng để lái xe thêm cho nó tốt trên kỹ thuật để mình đi cho nó đúng. Rồi let's go thôi mọi người. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đánh lái một tay. Thường thường là mình lái xe thì thường thường lên xe hướng dẫn cho học viên chạy, có nhiều anh chị chạy tốt, anh chị lái hoặc là taxi lái, nhưng mà thấy toàn là đánh tay phải không. Nói chung là đánh tay phải thì đánh cũng được, nhưng mà tay phải hạn chế đánh. Tại sao? Quan trọng nhất là mình đánh tay trái, tại tay phải mình còn vô số nữa. Nếu số tự động không nói, mà số sàn là mình phải vô số liên tục thì bắt buộc phải đánh tay trái, còn tay phải mình vô số. Và thứ hai nữa là cái tay phải của mình á, ví dụ mình có chở gậy hay gì đó, mình còn nắm tay hay gậy hay gì đó, mình để tay đâu cũng được, đúng không? Chứ lẽ giờ mình đánh tay phải rồi cái tay trái mình thò qua bên kia mình để vậy là đâu có được, đúng không? Rồi thì cái đó là khắc phục những cái anh em nào mà thường thường hay đánh tay trái, thấy không? Đây tay phải lộn, thường thường đánh tay phải không à, chứ không đánh tay trái luôn á, đánh vậy hoài luôn á. Và thứ hai nữa là khắc phục là có nhiều trường hợp là đánh vô lăng nè, cái thảy cái chụp, cái thảy cái chụp, cái thảy cái chụp, cái thảy cái chụp, xử lý sao được ha. Rồi nếu mà trường hợp đó, nếu thực chất là đánh tay một tay có dễ hay là khó, thực chất là đánh một tay là nó dễ nhất luôn trong các loại đánh vô lăng. Tại sao? Từ vị trí này mình đánh, mình di chuyển, rồi em làm luôn, đánh qua, di chuyển qua một vòng, đánh nữa, đó đủ một vòng luôn. Tại cái vô lăng này nó hơi bị trơn ha. Còn anh chị nào thấy mà đánh một tay mà nó khó khăn là do cái vô lăng trơn thì anh chị thay cái bao da này. Nếu bao da zin của nó ở trong là khác. Có nhiều khi bao da nó trơn quá anh chị đánh nó bị trượt, nhưng mà đang đậu tại chỗ thì mình đánh hơi cứng. Còn nếu mà đang lái thì nó khác. Ví dụ anh chị đúng vị trí, anh chị đánh lái vô một vòng, rồi anh chị trả lại một vòng, đúng. Đó. Từ vị trí hồi nãy mình đánh qua, rồi xong mình trả lại đúng vị trí nó là nó sẽ vô đúng thẳng xe. Anh chị đánh ít, chẳng hạn như đánh ít vô, rồi anh chị trả lại đúng vị trí nó, không, cái khuyết trên là ok. Thì em này thì nãy cũng có đánh tay phải, không nhiều, không cũng đánh tay phải nhiều. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn là bị là cái tay hay đánh tay phải là bị quen cái tật rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng, mình sẽ ép cho học viên này là đánh lái tay trái luôn. Đầu tiên thì hơi bỡ ngỡ chút xíu, nhưng mà nó khi đánh gành rồi anh chị sướng lắm. Nhất là thanh niên, cái tay kia muốn làm gì làm, vô số uống nước gì cũng được, không chừng nào mỏi lên tay trái lắm mới lấy tay phải lên đánh. Rồi bây giờ học viên này thường thường là đánh cái nãy giờ là đánh tay phải, bây giờ mình sẽ khắc phục bằng cách nào? Mình ép luôn nha, vui thôi nha. Trời, cho anh mượn cái tay của em,
Đây, bây giờ hiện tại số đó show. Đây. Rồi. Đố mà đánh được, kẹp vậy luôn. Lúc trước cũng có học viên bị rồi. Kẹp cái tay này luôn, thấy không? Giữ lại. Bây giờ sử dụng tay trái đánh, đánh một chút xíu, đi vòng công viên, đi mấy công viên nữa là bảo đảm cứng luôn, là bảo đảm không có đánh tay phải nữa. Thấy không? Rồi bây giờ bắt đầu di chuyển. Bật xi nhan trái ra. Rồi. Bây giờ nè, nếu mà từ trong lề đi ra, bật xi nhan trái chỉ cần kéo xuống nhiều thôi. Không, em kéo thôi, em kéo xuống thôi, đó, khỏi cần đánh, đổ em kéo xuống, là nó sẽ đi ra, rồi, đi. Đó, thấy không, thấy nó ra không? Khi nó đi ra đúng vị trí, cái mình đẩy lên trên, đó, thấy không, rồi cái mình đẩy lên nữa nè, thấy chưa, anh chị nhớ ý, rồi, bây giờ quẹo phải, xi nhan, rồi, đúng, ngõ góc, đang kẹp tay, lấy gì đánh được, thấy không, đúng vị trí, đánh, đó, thấy không, đánh một vòng, rồi đúng vị trí trả lại một vòng. Anh chị thấy dễ không? Đó, ví dụ nó méo thì anh chị chỉnh nè, kéo xuống nè, đẩy lên nè, xa thẳng thì đẩy thẳng nè, anh chị nhớ lưu ý nha. Rồi bây giờ quẹo phải tiếp. Đó, đánh thì không lấy ngón cái bỏ vô. À, nhiều anh chị, có anh chị quen thì thò vô nhưng mà lúc mà đánh thì anh chị dở ra không nói nha. Ừ. Rồi đúng vị trí góc nó trùng thì mình đánh vô một vòng. Đó, thấy chưa, anh chị đúng thấy không, vị trí một vòng không? Rồi từ từ trả, hướng 11 giờ mới trả lại một vòng. Đó, thì lúc này xe mình sẽ thẳng, nó hơi méo thì mình đẩy lên. Đó, từ từ anh chị sẽ quen và anh chị canh đường nó đúng. Rồi quẹo phải tiếp. Cái này gọi là ép luôn cái tay này, hay đánh tay phải nè ha. Đó, tay này mới mốt gỡ trên, không có gỡ dưới nha, không có để dưới nha, để dưới là thầy kẹp lại để cho mình đánh thôi, mình tập. Đó, anh chị thấy không, nhẹ nhàng không? Đó. Ừ. Khi em đánh qua, em lên trên em ôm lại, hiểu không? Chứ đừng có xè luôn, xuống dưới xè ra buông ra ha. Ừ. Cái từ từ mình sẽ quen, mình sẽ chuẩn thôi, quẹo phải tiếp. Ừ. Rồi liếc bên kia coi có xe không nha. Rồi đánh lá vô, đổm. Rồi ôm vô, đổ lại. Đó, từ từ trả. Đó, nếu chị méo thì anh chị đẩy lên đẩy xuống. Đó, canh vậy thôi. Rồi, xe thẳng nè. Thấy không, kéo lên thẳng lại. Đó, vậy thôi. Nói chung là đánh một tay là đánh là dễ nhất. Khi mình chừng nào mình áp dụng khi đánh một tay trái, khi một là học viên đánh thảy chụp và mình sửa hai tay lại cũng đánh thảy chụp là bị gói, thì mình sẽ áp dụng xử lý là đánh một tay cho học viên đó. Đây nữ nè, đó lên xe nè, dễ thương chưa. Rồi quan sát hai bên nha, nói thôi, coi liếc thôi chứ không ngó nhiều nha. Đó, ngó nhiều là nguy hiểm, thấy không? Tập trung vô đường xử lý để thầy ngó được rồi. Ừ. Rồi quẹo phải luôn đi em. Đó, cái tay này lấy gì đánh được, giữ vậy thôi, cái tay này để vô số thôi nha. Đó, đúng vị trí đánh nè, nhẹ nhàng. À, đó, ok. Đó, cái chỉnh sửa sau từ từ mình đánh rồi thì mình sẽ quen cái tay thôi. Đó, cái bài này để mình sửa là những học viên đánh thảy chụp hai tay, thảy lên, thảy chụp kỳ lắm. Và thứ hai là cứ đánh tay phải hoài về trái. Rồi, em chỉ cần kéo xuống nghiêng thôi nè, à, nghiêng nhẹ thôi, thấy chưa, đâu cần đánh, đúng không? Rồi chừng nào đến đó cái mình muốn vô nữa đánh, xoay cổ tay lên, đổm, giữ đó, xéo thì mình trả lại dần dần, đổm, ok chưa? Rồi bây giờ quen rồi chưa? Quen thì mình sẽ, thầy sẽ bỏ tay này ra, còn nếu mà đánh tay phải nữa là mình sẽ bị kẹp nữa, thấy không? Đó, thì đánh, và nãy mình có nói là để đánh một tay là dễ nhất trong các loại đánh của lần, đơn giản ha, anh chị thấy chưa, rõ ràng không, chỉ cần nghiêng ra là đó, xử lý tốt. Rồi bây giờ nãy quẹt, bây giờ quẹt trái xi nhan đúng, nhớ quan sát hai bên giùm thầy, đừng có đánh lấy sớm em ha. Rồi đánh đúng, tốt. Rồi nhẹ nhàng đó, anh chị thấy ổn chưa? Rồi ở trước mặt mình sẽ có một cái đại ca, năm nay là năm chuột chứ không phải năm
năm chó thì bây giờ mình né ra đi, tại vì khu vực của nó mà, thấy không? Xi nhan đi em. Đó, mình nghiêng ra, nhẹ đúng rồi, mình lấn qua đường chút xíu. Nhưng mà em phải để ý cái góc đó coi có xe lên không, phải không? Có lại bóp kèn. Ừ, xe đại ca nằm giữa đường không? Đúng, đánh vô. Tốt. Rồi, bây giờ mình quen rồi. Bây giờ anh sẽ bỏ cái tay này ra, em đánh, thấy không? Rồi. Rồi, di chuyển. Khi nói chung là đánh một tay là mình áp dụng à, hai tay mình đánh cũng được. Khi đường gồ ghề xấu thì nên đánh hai tay nha anh chị ha. Không phải là lúc nào cũng lợi dụng đánh một tay cả. Nhiều khi vô cái đường xấu, đường đổ bê tông hay cái đường nhựa hay đường ổ gà, ổ do anh chị đánh một tay là nguy hiểm nha. Nó giật cái tay mình đó. Anh chị nhớ đánh hai tay là cứng nhất, phối hợp hai tay đều. Đó, thì bây giờ quan sát hai bên rồi mình đi qua. Đấy không? Rồi đi, người ta nhường mình rồi mình đi. Nói chung là khi qua ngã tư anh chị quan sát là anh chị ngó trái ngó phải, giống như mình đi bộ băng qua đường vậy đó. Anh chị thường đi bộ qua đường là từ đây bước ra thì phải ngó trái, ra giữa mới ngó phải nha. Anh chị đừng có băng cái ào, phải không? Là nguy hiểm. Rồi hồi nãy em trai chiếc Applet đó nó chạy tốc độ cao, nhưng mà nó thấy mình nó nhu thì mình cương, nó nhu là mình giật, nó dừng lại. Anh chị nhớ nè, cái quan trọng là để có kinh nghiệm lái là anh chị quan sát vô khuôn mặt người ta, giống như em trai đó. Mình khi mình băng qua mình nhìn vô khuôn mặt người ta, thấy người ta thấy xe mình rồi là 80% mình an toàn. Còn mà nó chạy chậm nhưng mà nó ngó đâu nó kiếm nhà này nọ là hết 80% là mình nguy hiểm. Anh chị nhớ lưu ý nha, quan sát khuôn mặt người ta chứ không phải là quan sát chiếc xe. Đó, cái khuôn mặt người ta là nhìn thấy mình là mình an toàn. Đúng. Đó, tốt, trả lại. Rồi, đạp ra đi. Rồi, mạnh dạn dừng ra chút xíu ha, cho nó quen. Đó, ổn ổn rồi đó, tốt rồi đó. Rồi chừng nào mỏi hay gì đó mình để lên, cái tay lên. Rồi nhiều anh chị sau này anh chị quen chạy cứng, anh chị muốn để đâu để. Tại sao? Cái cảm giác mình đã có rồi, có thể anh chị để dưới cũng được, nắm ở dưới đây cũng được, anh chị để đây cũng được, để đâu cũng được, là anh chị đã quen rồi, anh chị đã phản xạ tốt rồi. Còn này là mình nói là cơ bản thôi nha anh chị ha. Có nhiều anh chị comment là nói để này nọ cho dễ, cái đó là dành cho những người đã chạy tốt. Có nhiều cái xe lớn gạt thẳng lại đúng. Rồi tiếp tục. Không? Anh chị nhớ lưu ý thì cái kênh video của mình là nói về những cái bài học đầu tiên lái xe hoặc sửa lỗi này nọ và thi sát hạch. Và đồng thời có những anh chị nào mà mới lấy xe chạy tour cũng vậy, muốn có kinh nghiệm thì cũng phải hỏi người trước. Hiện tại mình cũng vậy, mình vẫn học, học nữa, học mãi, chứ đâu phải làm thầy là xong đâu. Vẫn phải đi học, không? Phải thêm này nọ, hoặc ra đường mình phải va chạm nhiều mình mới có kinh nghiệm nhiều, chứ không phải là ai mới học xong là có kinh nghiệm đâu. Phải ra ngoài đường xử lý như thế nào đó, đó rồi phải học người trước như thế nào nữa, chứ đâu phải là mình lái cái này chẳng hạn như là xe con thì mình chạy tốt, hoặc xe tải thì phải anh em xe tải có kinh nghiệm nữa. Quan trọng nhất là cái kinh nghiệm để mình lái. Rồi ví dụ xe đường dài hay xe tải, lái xe tải nhưng mà không lái này, lái xe đường dài nó khác, hay mỗi tỉnh nó mỗi khác nhau, người ta đi miền Đông nó khác, còn miền Tây nó khác nữa. Rồi từ từ anh chị quen, chị ôm xe đi 2-3 lần nên là anh chị sẽ quen. Bóp kèn nghiêng kéo ra. Cái anh đó là anh đi anh hay ngó đường đúng không, rõ ràng không, mình bóp kèn là anh mới tập trung vô, anh sẽ né. Rồi thì video mình sẽ nói như vậy, thì có nào thiếu sót hay là anh chị muốn bổ sung thêm mình chứ thì chị cứ comment ở dưới ha. Còn cái nào mình trả lời được thì mình sẽ trả lời, mình có thời gian mình sẽ trả lời cho anh chị. Rồi anh chị thấy cái kênh mình hay bổ ích thì anh chị nhớ like và subscribe, đăng ký kênh của mình để bật chuông thông báo để xem những video tiếp theo đó. Sáng giờ đi toàn là thấy người đẹp không vậy. Đây sẵn quay luôn ha. Rồi cái đó ngoài luồng nha, còn cái học tập là ra tập đi. Về trái. Rồi
Tạm biệt anh chị nha, mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Chúc anh chị lái xe tốt và an toàn trên mọi nẻo đường nha.